Ông cháu này cắt tóc phải giàu gì nhỉ? Giới thiệu ông chú, đây là em cháu, tên là A Phập. A Phập à? Ok. Nó ở bên kia cầu Long Biên. Ok. Hôm nay à, thằng này nó yêu một đứa nhà nó rất là giàu. À, đứa con gái nhà rất giàu à? Vâng, bên Long Biên. Ờ. Giàu nhất Long Biên luôn, mà nhà này nghèo. Ờ. Ông chú xem thiết kế cho quả đầu à? Dù thế bố mẹ em cấm cản đi thế nào đi chăng nữa nhưng mà anh vẫn yêu em. À, dù có ngăn cản như nữa thì anh vẫn yêu em à? Vâng. Vẫn không tự ti luôn đúng đúng không ông cháu? Đúng rồi chú ạ. Nhà nó giàu, kệ nhà nó giàu, mình yêu con gái nhà giàu thì kệ thôi ông cháu, không bập luôn cái đấy luôn, cho nó có chửa là cưới luôn, cấm làm sao được ông cháu nhá. Vào việc luôn ông cháu nhá. Dậy ông cháu ơi, xong đấy. Ông chú ơi, quả đầu ông chú thiết kế cho cháu thôi nhỉ? Đấy, quả đầu ông cháu chú thiết kế cho ông cháu đấy, được không? Được không chú ạ, khét lắm rồi. Chuẩn nhá? Chuẩn rồi. Thế ông cháu có đôi lời là muốn nhắn gửi TikTok đến nhà bố mẹ con người yêu cháu đi, ông cháu nói luôn đi. Cháu có chưa? Nhắn đi. À, anh muốn nói này, dù bố mẹ em có cấn cản anh như nào, dù bố mẹ em có trêu anh nhiều như nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu em. Đúng rồi, mày giống chú đấy nhỉ. Thế bây giờ có sang nhà nó luôn không? Có rồi, sang luôn chứ. Bây giờ sang nhà nó mà bố mẹ nó cấm thì làm sao? Bập luôn chứ. Bập luôn à? Vâng. Cho nhà người yêu nó là thành một biển vàng luôn. Ông cháu chưa? Có mắm tôm mắm tép chưa? Có rồi chú ạ. Gửi cho nhà nó 5 can mắm tôm vào nhà luôn ông cháu chưa? Ok chú. Tại chê mình nghèo mà ông cháu nghèo nó không có tội ông cháu chưa? Hèn mới là có tội ông cháu nhá. Ông cháu có nhắn gửi đến Trang là dù anh có nghèo nhưng anh không hèn, thế thôi nhá. Trang yên tâm là cuộc đời Trang mà theo anh thì chỉ có nhận hoa và đếm tiền thôi. Ông cháu nói thẳng luôn, nói đi.